ký, đúng không ạ? Chúng ta đăng ký bằng cách là chúng ta giơ cái bàn tay lên, right hand lên, giống như cái bàn tay Huy sẽ vàng vàng này. Anh chị em right hand lên, Huy sẽ mời anh chị em lên để chia sẻ. Huy biết ngày hôm nay thì chắc là cũng chỉ kịp cho khoảng độ 3 người thôi. Vì vậy anh chị em gọi là nhanh tay để chia sẻ. Cái lợi thế khi mà anh chị em chia sẻ có mấy thứ. Cái thứ nhất, khi mà anh chị em chia sẻ thì anh chị em chúng ta sẽ được mọi người góp ý hoàn thiện hơn cái cuốn truyện của mình. Và nếu mà cuốn truyện của anh chị em hay ấy, thì Huy cũng sẽ tham gia vào hỗ trợ anh chị em trong việc vẽ. Bắt đầu từ tuần này ấy, thì Huy sẽ hỗ trợ cho những anh chị em nào mà cần vẽ những cái hình mà nó gọi là khó, gọi là khoai. Đấy, thì Huy cũng đang vẽ cái cuốn truyện của mình. Đó, tuy nhiên thì Huy cũng sẽ hỗ trợ thêm anh chị em. Đấy, được không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em chúng ta đã sẵn sàng ạ? Ở đây thì có một có chị Đoàn Phương đã giơ tay rồi, thì Huy cần thêm hai cái giơ tay nữa của hai người nữa. Người nào mà tự tin rằng là mình đã có sự sửa đổi, điều chỉnh và có sự là thay đổi trong tuần qua. Được chưa ạ? À, đây có anh Lê Văn Khoa rồi. Đúng rồi, anh Lê Văn Khoa để cái right hand ấy, để right hand, cái đấy là cái vỗ tay nó sẽ biến mất. Chút nữa nó mất. Anh để cái right hand ấy, anh cứ để cái right hand lên nhá. Rồi, còn một người nữa. À, anh chị em chúng ta thật nhanh tay đăng ký nha. Rồi, bây giờ thì Huy sẽ trao quyền cho bạn Đoàn Phương. Đoàn Phương sẽ bắt đầu chia sẻ về cái cuốn truyện của mình. Ok không ạ? Xin mời Đoàn Phương. Em thưa thầy ạ, thầy ơi, thầy giúp em là thầy chia sẻ màn hình giúp em với em đang ở trên điện thoại ạ. Nhưng là ok rồi, file nào đây em? Em có thấy hai file? Dạ, em gửi ở trên nhóm ấy, một file kịch bản và một file chuyện của em đã khớp nội dung hết vào, nhưng em đang gặp vấn đề về ảnh nó hơi bị mờ và ảnh nó bị vỡ, thì em rất là mong được sự hỗ trợ về ảnh thầy ạ. Rồi. Thì thầy có thể chiếu hộ em phần file truyện em hoàn chỉnh luôn cũng được ạ. Ok. File PDF ạ. Vâng ạ. Rồi. Anh chị em đã nhìn thấy màn hình của Huy chưa? Dạ có rồi thầy ạ. Rồi. Là rồi thầy ạ. Em okay. Xin phép chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Ok. Câu chuyện này em lấy cảm hứng từ câu chuyện của một điệp viên biệt động Sài Gòn. Mở đầu câu chuyện là nhân vật chính đã về hưu rồi ạ, và đang ngồi với những đứa cháu nhỏ. Ánh nắng chiều vàng nhạt tạo nên những đốm sáng rực rỡ trên những cánh hoa đang nở rộ trong vườn. Những chiếc lá lấp lánh rung rinh trong gió nhẹ, tạo ra âm thanh như tiếng đàn nhẹ nhẹ sương sương. Vừa nhâm nhi tách cà phê nóng, vừa mỉm cười vui vẻ, bà Thanh Mai khoan khoái hít hả không khí trong lành của khu vườn thân thuộc nằm giữa lòng Sài Gòn phồn hoa nhộn nhịp. Cảnh vật tràn đầy màu sắc và sự bình yên đủ để khiến cho những trái tim của bất kỳ ai cũng phải đong đầy niềm yêu thương và sự chân quý đối với cuộc sống này. Căn nhà nhỏ đơn sơ ấy chính là nơi ở của nữ điệp viên biệt động Sài Gòn nổi tiếng một thời trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, điệp viên 217. Để chuyển giúp em ạ. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, nhưng những nét xinh đẹp, duyên dáng, quý phái một thời của cô tiểu thư đại cát xưa kia vẫn còn hiển hiện trên nét mặt người con gái quê gốc Hà Thành ấy. Hai đứa trẻ líu lo bên bà, đứa lớn nằn nỉ kêu: "Nội ơi, nội hát tiếng Anh cho con nghe đi ạ." À. "Không, con thích nghe nội kể chuyện điệp viên tình báo cơ ạ." À. "Hai con đáng yêu lắm. Nội sẽ vừa kể chuyện lại vừa hát tiếng Anh cho các con nghe nhé. Các con có đồng ý không nào?" "Dạ, chúng con đồng ý ạ." À. Giới thiệu du lịch à? Thầy ơi, thầy chuyển giúp em slide nhé. Ngược dòng lịch sử, những ký ức của nữ điệp viên ấy như sống lại những năm đầu sau khi cách mạng tháng 8 thành công tại mảnh đất Hà Thành. Sinh ra trong một gia đình tư sản giàu có, Thanh Mai trở thành tiểu thư cành vàng lá ngọc. Em nhắn Zalo cho anh nhé, em nhắn Zalo cho anh xong có gì anh hỏi tiếp.
Lúc bấy giờ mặc dù mới bước vào tuổi 15 nhưng vốn ham học hỏi nên cô bé rất chăm Để đọc giao sách. lô cụ thể cho Thêm anh vào nhé. đó nhà cô lại gần một quầy bán sách báo nhỏ. Nên cứ rảnh rỗi phút nào cô bé lại qua nhà bác Hằng xóm chơi để được nghiền sách. Đặc biệt cô rất hứng thú với dòng truyện trinh thám, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, thám tử tài ba, những điệp viên tình báo, những nữ anh hùng là những câu chuyện luôn có sức hút mãnh liệt đối với cô. Mỗi lần quan sát cô bé say sưa đọc sách, trước lúc cô chào ra về, bác Ba Minh, chủ tiệm sách lại hỏi han cô đã đọc được những gì và thấy hứng thú với điều gì nhất. Ước mơ của con là gì vậy? Dạ, sau này con mong muốn trở thành một thám tử lừng danh ạ. Bác Ba Minh mỉm cười, gật gù tâm đắc với những gì cô chia sẻ. Lúc rảnh rỗi, thi thoảng bác lại kể cho cô nghe thêm về những câu chuyện kháng chiến, về lực lượng Việt Minh và về những chiến sĩ tình báo, hoạt động trong lòng địch của quân đội nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện về những tấm gương thiếu niên anh dũng trong chiến đấu đã khiến cô rất xúc động. Tình cảm ấy đã gieo vào trái tim cô lòng yêu nước và tinh thần căm thù giặc sâu sắc. Cô bé hiểu được thì ra ở đâu trên trái đất này cũng đều tồn tại sự bất công và cần có những người anh hùng hiên ngang bất khuất để trừ tan diệt ác, giúp nước cứu đời. Tình yêu cách mạng, yêu kháng chiến trong cô dần lớn, nó thôi thúc cô đi đến một quyết định táo bạo, trốn nhà đi tìm đến căn cứ kháng chiến của Việt Minh. Khi mới chỉ bước sang tuổi 16, tại đây cô được giao nhiệm vụ làm liên lạc, đi giao liên, chuyển thư từ tối mật cho căn cứ. Ám hiệu để nhận ra đồng chí là một chiếc nhẫn mặt đen được đeo ở ngón út bên tay phải. Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, cô thật bất ngờ khi được gặp lại bác Ba Minh trong một lần chuyển thư về căn cứ kháng chiến. Thì ra, bác chính là một trong những nữ tình báo của quân đội nhân dân Việt Nam nằm vùng giữa thủ đô Hà Nội tại tiệm sách nhỏ gần nhà cô dạo trước. Lần này, bác đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới ở chiến trường miền Nam để thâm nhập vào các cơ quan đầu não của Mỹ tại Sài Gòn. Rất nhanh chóng, cô bé liền xin chỉ huy cho cô được theo chân bác vào Nam với lời hứa trong đơn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao cho. Được đánh giá cao trong thời gian tập sự làm giao liên thử thách, cuối cùng các đồng chí trong cơ quan đầu não đã quyết định cho Thanh Mai cùng đồng hành với bác Ba Minh vào Nam nhận nhiệm vụ quan trọng lần này. Cả hai bác cháu mừng vui khôn xiết. Thầy chuyển giúp em màn hình đi ạ. Đấy. Thầy ơi, chuyển giúp em màn hình đấy ạ. Ở đây đây. Rồi. Đấy, đầu tiếp nhá. Trong vai hai mẹ con, hai bác cháu tìm được một địa điểm đẹp mắt gần chợ Bến Thành, nơi các sĩ quan hay qua lại để mở một tiệm cà phê chăm chỉ học kỹ thuật pha chế cocktail, pha chế cà phê hay các loại đồ ăn nhanh để phụ mẹ những khi đông khách. Rồi. Thầy chuyển cho em màn hình ạ. Ấy, chuyển rồi đấy, mọi người thấy chuyển chưa? Thanh Mai còn được mẹ Ba Minh mời ra sư dạy tiếng Anh, tiếng Pháp cho cô bé tại nhà. Bằng năng khiếu bẩm sinh kết hợp đức tính siêng năng, ham học, vốn ngoại ngữ của cô tiến bộ nhanh chóng. Thầy giáo đã đánh giá rất tốt về sự nỗ lực này. Và gia sư của cô không ai khác cũng chính là những nhà báo, điệp viên Nỗi Lạc, Xuân Phong, Lê Trúc của Việt Cộng lúc bấy giờ tại chiến trường Nam Bộ. Đồng thời cũng là chỉ huy trực tiếp của mẹ con cô tại đây. Rồi. Hello. Bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp với sự kiên trì tập luyện, vóc dáng của cô ngày càng đẹp khiến những quan khách qua lại uống cà phê mỗi ngày thêm đông. Đã thế, cô còn tham gia lớp học khiêu vũ, đánh đàn, piano và luyện hát opera hàng tuần. Trong quá trình học tập, cô kết giao được nhiều bạn bè mới thuộc đám tiểu thư công tử nhà giàu, khiến cho lớp vỏ bọc của cô ngày càng vững chãi. Rồi, để anh đọc nốt nhé. Thời
Thời cơ chờ đợi bấy lâu đã đến, với khả năng ngoại ngữ lưu loát, Thanh Mai đã trúng tuyển và được chọn làm thông tin viên cho sĩ quan cố vấn người Mỹ làm việc cho Ngụy tại Sài Gòn. Rồi, đấy đọc nốt cho. Rồi. Dạ. Suốt 3 tháng đầu, cô luôn đóng vai là một nhân viên mẫn cán, chuẩn chỉ, đi làm đúng giờ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông dịch, giữ gìn lời ăn tiếng nói từng giây từng phút, vượt qua mọi vòng khám xét thử thách của Mỹ. Sau mỗi giờ tan làm, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm ngắm của các sĩ quan tình báo, các mật thám CIA Mỹ lão luyện, được chúng đưa ra mổ xẻ, phân tích, kết luận. Chỉ cần một mảy may nghi ngờ của chúng là cũng dễ bị lộ. Cô luôn tự nhủ lòng mình phải giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Những cuộc đối chí một mất một còn ngay trong lòng địch. Đặc biệt, thử thách khắc nghiệt nhất đối với cô chính là cuộc đối mặt với máy nói dối trong 5 tiếng đồng hồ. Thanh Mai vẫn nhớ như in những giây phút ấy, ngồi trước máy kiểm tra nói dối, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nên cô ngồi thoải mái trên ghế, cố gắng điều phối tâm trí về cảm giác trống rỗng, xóa sạch bộ nhớ để tạo cảm giác như đang ngồi trên gạch máy massage vậy. Anh Khoa tắt mic nhá. Anh chị em là không liên quan, vui lòng tắt mic nhá. Cuộc khảo sát bắt đầu, tình thế nguy hiểm rất dễ bị lộ. Cô trấn tĩnh giữ bình thản đến phút cuối. Tên của cô là gì? Mai. Má cô người Nam hay người Bắc? Người Bắc. Hiện tại cô còn giữ liên lạc với những người trong gia đình ở miền Bắc không? Có. Quá trình kiểm tra, chúng kết hợp quay phim phân tích từng cái giãn cơ mạch, điệu bộ, cử chỉ, hành vi của mình xem có đúng là Việt Gian không. Thật may mắn là khi ở nhà, mẹ Ba Minh đã luyện cho cô cách đấu trí với máy kiểm tra nói dối mỗi ngày 1 giờ. Nên Thanh Mai hoàn toàn chủ động vượt qua thử thách khắc nghiệt này một cách kiên cường, bền gan sau 5 tiếng đồng hồ với tinh thần tỉnh táo cao độ, không bộc lộ một chút lo sợ. Thử thách này quả thực không đơn giản chút nào. Mới tuần trước cô đã chứng kiến một điệp viên của ta không vượt qua được vòng kiểm tra của máy nói dối nên đã bị tra tấn dã man ngay trong phòng làm việc của cô. Chứng kiến đồng đội bị đánh đập bằng dùi cui điện, lúc này cô cố tỏ thái độ, chúng sẽ nhận ra ngay. Cô liền tỏ vẻ sợ hãi, lấy tay che mặt, nhớ lời chỉ huy dạy. Vì mình đã nhiều lần vào căn cứ, sợ rằng người bị bắt nhận ra mình, hoặc mình nhận ra người bị bắt cũng đều không tiện. Nên cô lấy tay che mặt, sau đó cáo mệt về nghỉ. Sau khi đã tạo được niềm tin với kẻ thù, chiến công đầu tiên của cô chính là lấy được thông tin về buổi chiếu phim kiêm đại tiệc mừng sinh nhật của viên cố vấn toàn quyền Mỹ tại nhà hát lớn của thành phố vào tối thứ Bảy tuần này. Trận đánh úp của quân đội ta đã tiêu hao hơn 20 quan chức cao cấp của Mỹ và hơn 30 sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa cùng nhiều binh lính tại Sài Gòn. Có lần khi nói chuyện với một sĩ quan Cộng Hòa, Thanh Mai vô tình kêu anh ta là đồng chí. Nói xong, cô nhận ra ngay mình đã lỡ lời và viên tên sĩ quan kia cũng giật bắn cả mình lên. Liền đó, cô bào chữa khéo léo bằng cách bảo anh ta rằng do mình cứ dịch mãi tài liệu của Việt Cộng nên lắm khi cũng bị nhiễm luôn. Anh ta cũng đồng tình và chia sẻ lại rằng mình cũng đã bị từng nhầm lẫn như cô. Thật hú hồn hú vía. Một hôm, cô nghe tiếng xì sầm rằng thứ hai tuần tới sẽ bắn một tên Việt Cộng cài vào. Thanh Mai về báo với mẹ Ba Minh để mẹ báo với cấp trên, nếu anh em nào bị lộ hãy trốn đi, sáng thứ hai đừng đi làm nữa. Nhờ vậy địch không kịp bắt người của ta, chúng lại chỉ tay nhau, hình như ở đây có nội gián. Sau đó chúng lại xem xét từng cử chỉ hành động của mỗi nhân viên trong cơ quan. Một lần tên cố vấn cố tình đem về một lá cờ của quân giải phóng, hắn treo sẵn ở bàn làm việc của Thanh Mai. Khi cô đến, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: cô biết cái này chứ? Thanh Mai nhìn lá cờ thân yêu nhưng lòng không lộ ra sự rung động. Cô hỏi lại: cờ của Việt Cộng à? Anh ta gật đầu: cờ của Việt Cộng. Nhìn ánh mắt cô thản nhiên, bình tĩnh, không mảy may xúc động, anh ta không nghi ngờ nữa, liền đổi hướng mục tiêu phép thử sang các nhân viên người Việt khác tại đây. Mỗi ngày Thanh Mai càng thu nhập được nhiều tin tức tài liệu quan trọng, đặc biệt là sơ đồ bố trí lực lượng của Tổng đài Hải quân Ngụy
tài liệu đánh giá của Mỹ Ngụy về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương có những nhận định và xử lý thích hợp để giành chiến thắng trên chiến trường miền Nam. Trong thời gian này, để giữ mình, che mắt địch, Thanh Mai luôn giữ cái đầu tỉnh táo, khéo léo, cơ trí từng tình huống, bởi quanh cô là các mật thám CIA Mỹ lão luyện. Tuy nhiên, cũng không ít lần cô vẫn phải suy tính và lựa chọn phương án mạo hiểm để có được những tài liệu ngay trước mắt các nhân viên tình báo khác. Có những buổi trưa về nhà không kịp ăn, cô và mẹ tranh thủ chụp tài liệu khẩn trương để đầu giờ chiều cô kịp thời trả về vị trí cũ cho địch không mảy may nghi ngờ. Sau đó ít lâu, Thanh Mai đã lấy được tư liệu đánh giá của Ngụy về trận tấn công vào Sài Gòn, ra định góp phần quan trọng vào việc hoạch định chiến lược cho cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Ngay đêm đó, mẹ Ba Minh đã đi xe ngựa vượt tuyến đường dài để mang tài liệu vào căn cứ Địa Củ Chi cho chiến sĩ của ta. Nhưng không may, trên đường trở lại Sài Gòn, mẹ Ba Minh đã trúng đạn của kẻ thù. Vô cùng đau đớn vì sự ra đi đột ngột của người mẹ nuôi, người đồng đội, đồng chí, người chỉ huy tận tâm, tận tình, luôn sát cánh bên cô, ngay từ thuở thơ bé. Nhưng cô vẫn phải giấu nước mắt vào trong để tang mẹ Ba Minh trong tim để hoàn thiện nhiệm vụ còn dang dở, tránh mọi sự nghi ngờ của địch. Còn thi hài của bà đã được các chiến sĩ của ta kịp thời đưa về căn cứ Củ Chi mai táng. Sau đó, sau khi đụng độ với kẻ thù, nhờ sự mưu lược bền gan bền trí của hai mẹ con, hai nữ điệp viên thông minh dũng cảm mà quân đội ta đã nắm rõ được chiến lược phản công của địch và sự chủ quan của chúng trong nhận định về quân đội ta ở chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng trong chiến thắng và thắng lợi cuối cùng. Sau năm 75, miền Nam hoàn toàn giải phóng, Non Sơn thu về một mối, hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Cô tình báo xinh đẹp, mã điệp viên 217 chuyển ngành về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò là trưởng ban dịch thuật, công việc mà cô hằng yêu thích. Nhận những đồng lương đầu tiên trên tay, cô rưng rưng xúc động. Trên chuyến bay về thăm lại quê nhà, thắp hương cho ba mẹ đẻ và đưa hài cốt của mẹ nuôi về nghĩa trang liệt sĩ tại thủ đô, nữ điệp viên xinh đẹp năm nào đã tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình là một đại đội trưởng quân đoàn tăng thiết giáp Sài Gòn gia đình. Anh cũng đang trên đường về thăm lại quê hương Bắc Kinh, Kinh Bắc. Sau khi kết hôn, họ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để nhận nhiệm vụ công tác mới, sống dưới ngôi nhà nhỏ nơi từng là căn cứ kháng chiến gắn bó xưa của nữ điệp viên 217 cùng mẹ Ba Minh và các đồng chí trong đội tình báo của ta. Hạnh phúc tuy muộn màng nhưng viên mãn, hai người đã sinh hạ được một cậu con trai. Và hôm nay, trong sắc nắng chiều vàng nhạt giữa vườn hoa rực rỡ trước nhà, hai đứa cháu nội của bà đang ngồi nghe nội kể chuyện kháng chiến năm xưa với lòng tự hào khôn xiết. Ba bà cháu đổ dài trên cỏ ghi dấu ấn thời gian về những năm tháng hào hùng của cả dân tộc. Anh chị em thấy sao về câu chuyện này ạ? Nào, anh chị em hãy comment xuống cái cảm nhận của mình sau khi mà mình nghe câu chuyện này ạ. Bất kể cái cảm xúc gì hay cảm nhận gì anh chị em có được sau khi mà đọc cái cuốn truyện này, chúng ta cứ tự nhiên mà chúng ta ghi ra. Ok nha. Thì anh chị em nào mà có ý kiến đóng góp thì chúng ta có thể là bật mic lên để chia sẻ nhé. Ok không ạ? Hoặc là chúng ta comment xuống nhé. Anh chị em nào có ý kiến đóng góp không ạ? Nếu anh chị em có ý kiến đóng góp thì có thể là bật mic lên ạ. Bật mic lên để chia sẻ nếu anh chị em muốn. Huy đã cho quyền anh chị em bật mic rồi. Huy, nếu anh chị em không bật mic thì có thể comment nhé. Cái câu chuyện này thì Huy có đóng góp như sau. Thứ nhất là cốt truyện rất hay, rất là cảm động, rất xúc động luôn, và lại rất là gần gũi, đúng vào cái chủ đề mà Huy đưa ra cũng như là anh chị em chúng ta đang làm. Tuy nhiên thì có hai cái mà Huy góp ý. Cái góp ý thứ nhất đó là về mặt hình ảnh, thì cái việc thống nhất hình ảnh của bạn Phương là rất tốt, đúng không ạ?
Tuy nhiên thì nó hơi bị vỡ chút, cái này thì sửa dễ thôi. Đấy, nhưng mà cái thứ hai mà Huy muốn góp ý ở đây á, đó là thay vì là chúng ta là những cái câu chuyện kể như này, thì mình sẽ đưa vào đấy những cái lời thoại, đưa vào những cái lời thoại mà không cần phải kể, không cần phải tường thuật nữa. Đây đang là văn tường thuật đấy. Thế thì mình chuyển sang cái truyện tranh ấy, thì khi mà anh chị em đọc truyện tranh ấy thì không có tường thuật là mình vẫn hiểu, à mình vẫn hiểu là họ đang ở trong quán cà phê, đúng không ạ? Họ đang đang làm cái quán cà phê mà không cần phải nói rằng đây là quán cà phê, thì đấy là cái gọi là hình ảnh cộng với cả ngôn ngữ nó sẽ làm thay cho mình. Chứ còn nếu mà mình ngồi mình kể thì không khác gì là chuyện chữ rồi đấy. Tức là chuyển thể từ chuyện chữ sang chuyện tranh thì mình phải chuyển những cái câu nói dạng tường thuật sang cái dạng là gì ạ, là lời thoại, được chưa ạ? Đấy, thì từ cái câu chuyện này ấy, thì Huy có những cái ý tưởng để mà xây dựng lại câu chuyện này theo cái kiểu như vậy, tức là mình sẽ đưa vào lồng ghép vào nhiều cái lời thoại hơn, ok không ạ? Đấy, thì cộng thêm nhá, là với câu chuyện này ấy, thì Huy nhìn thấy ít nhất nhá, ít nhất nó có khoảng độ tầm 4 đến 5 cái nút thắt. Tức là cái trận đánh ấy, khi mà anh chị em học cái khóa học vẽ tranh rồi đúng không ạ? Thì cái trận đánh ấy, để mà chúng ta tạo ra câu chuyện hấp dẫn ấy, thì nó có những cái nút thắt. Và càng cái nhiều cái nút thắt, càng nhiều cái trận đánh ấy, thì cái câu chuyện càng hấp dẫn. Đấy, đúng không ạ? Ví dụ như là những cái nút thắt đầu tiên đấy là những cái nút thắt về gì ạ? Về cái sự khó khăn khi mà cô phải rèn luyện rất nhiều các cái kỹ năng khác nhau để mà đáp ứng được cái yêu cầu đấy, để mà vượt qua những cái vòng vòng sơ loại để mà tham gia được vào trong cái vị trí là người thông dịch. Đấy, cái nút thắt thứ hai đấy là cái vượt qua cái máy nói dối. Đấy, nút thắt thứ ba nữa là gì ạ? Là bị một cái sự nghi ngờ của một cái người tướng ở trong quân đội. Thế thì tất cả những cái nút thắt đó mình muốn đẩy nó lên cao ấy, thì có hai mẹo như này. Mẹo thứ nhất đó là chúng ta gì ạ, phải mô tả kỹ cái máy nói dối đấy nó kinh khủng như nào, được không ạ? Cái máy nói dối đấy nó đã gì ạ, nó đã gọi là xử lý bao nhiêu người đã không vượt qua được. 10 người chỉ có 1 đến 2 người vượt qua thôi, được không ạ? Đấy, thì có thể là gì ạ, mình làm một cái tưởng tượng, hoặc là hai mẹ con nói chuyện với nhau đêm hôm trước. Đêm hôm trước mẹ dạy con, ví dụ như là gì ạ, mẹ Ba Minh nói rằng là cái máy nói dối này ấy, là gì ạ, là 10 người chỉ có 1 người vượt qua thôi, và phải rất là may mắn thì mới vượt qua được, còn 9 người là không vượt qua được. Cho nên đây là một cái gọi là thử thách vô cùng lớn với con có sẵn sàng không? Ví dụ như vậy, ok không ạ? Đấy, thế thì cô này sẽ đấu tranh tâm lý, sẽ buồn, sẽ sợ chứ. Có sợ không ạ? Con người phải sợ chứ, đúng không ạ? Phải sợ thì nó mới tạo ra được cái cảm xúc. Bởi vì đơn giản này, đơn giản này, đơn giản. Thế kể 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 thôi, nó cứ phẳng 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 này thì nó không hay. Mà là gì ạ? Đưa cảm xúc của con người lên là gì ạ? Lên cao hào hứng, xuống thấp là sợ hãi, đúng không ạ? Nguy hiểm, sợ hãi, đau khổ, tột cùng. Đấy, xong rồi sung sướng này, xong sung sướng gì ạ? Sung sướng gọi là tuyệt vời luôn. Đấy, phải vỡ òa vì sung sướng. Đấy, thế thì làm sao mình lột tả được cái cảm xúc đấy? Càng lột tả được cảm xúc càng nhiều thì câu chuyện càng hay, càng hấp dẫn. Và câu chuyện của em có rất nhiều những cái điểm nhấn để mà anh nhìn thấy, để có thể là hỗ trợ để mà cho những cái điểm nhấn đấy nó lên được. Em có muốn anh hỗ trợ thêm không? Ôi trời, em rất là muốn thầy ơi, em rất cần luôn. Cảm ơn thầy cứu em luôn. Vâng, cảm ơn thầy, đúng rồi, đấy là những cái hướng của em xưa thì thấy được thầy phải cứu em. Cảm ơn thầy. Và Huy khẳng định luôn nha, cuốn truyện này chắc chắn sẽ là một cuốn truyện sẽ tạo tiếng vang, chắc chắn luôn. Đấy, Huy sẽ kết hợp với cả bạn Phương để tạo ra cuốn truyện này, và nó sẽ là một trong những cái tác phẩm gọi là tạo ra tiếng vang của cả team mình luôn, cả nhóm mình luôn. Anh chị em Em có cảm ơn muốn điều thầy đấy nhiều không? ạ. Và rất là muốn thầy, cảm Chắc ơn thầy chắn rất nhiều. luôn. Câu chuyện này nó câu chuyện nó rất là hay, mà nó là gì ạ? Nó vừa thực tế nhá. Nó vừa là thực tế này, nó vừa là gì ạ? Lịch sử này, nó lại vừa có những cái trải nghiệm này,
nó lại vừa có những cảm xúc này, nó có vừa vui vừa buồn này, vừa có câu chuyện tình yêu này, vừa câu chuyện chiến tranh này, vừa tả thực này, rất nhiều cái ở trong đấy luôn. Đấy, cái khó ở đây đấy là mình làm sao mình lột tả cái nhân vật ấy. Đấy, cái nhân vật thì Huy vẽ thì giống như bạn Phương ấy, là Huy vẽ kiểu gì kiểu nó cứ ra nhân vật Nhật Bản với cả nhân vật kiểu kiểu Trung Quốc với cả kiểu lung tung hết cả. Đấy, vẽ nhân vật Việt Nam mà kiểu thời xưa ấy là cũng hơi khó đấy. Đấy, nhưng mà không sao, mình khó thì mình có cách nhá. Rồi, đây là một cái câu chuyện mà Huy thấy rất là hay và Huy sẽ tập trung hỗ trợ cho bạn Phương trong thời gian tới. Rồi. Đấy, chúc mừng Phương nhá. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Ừ. Vâng, cảm ơn cả nhà. Ừ. Ok, rồi tiếp theo, xin mời anh Lê Văn Khoa. Còn anh chị em nào nữa chuẩn bị thì mình hãy giơ tay nhá. Hôm nay thì Huy sẽ chỉ mời 3 người lên trình bày cái dự án cũng như là cái câu chuyện của mình thôi. Xin em xin cho giúp cái xe màn hình của khỏi lên khoa trong chính đấy, vì nó đông đang trong giờ làm việc thành ra là dùng hai máy À, em. vâng, thì anh xe đi, em có cấp quyền xe rồi đấy. Kính thưa thầy, con Huy cùng các anh chị em trong team ạ. Hiện tại thì khoa mới viết kịch bản, và thực sự kịch bản cũng chưa phải là chi tiết. Tuy nhiên cũng mạnh dạn lên trình bày để thứ nhất để trình bày cái quan điểm của mình về cái cách làm, rồi tiếp tới cũng để mong sự sự góp ý chân thành và rất là chuyên môn cao của từ thầy Quang Huy và các anh chị em trong team. Thì cái đề tài một nhân vật lịch sử mà khoa vô cùng ngưỡng mộ yêu quý là đó là anh Nguyễn Văn Trỗi, là từ quê hương Điện Bàn, Quảng Nam, gần chỗ khoa đang làm việc ở Đà Nẵng. Thì cái tác phẩm Sống Như Anh thì khoa đã đọc từ hồi thiếu nhi cách đây cũng gần 50 năm rồi, hồi sau giải phóng kia. Mà khi làm đề tài này thì hôm trước chúng có làm đề tài để làm đề tài về bác có nguyên giáp, sau cái buổi họp thứ hai cùng rồi thì có ý kiến có ý kiến thêm thì khoa chuyển qua làm cái đề tài về cái nhân vật là Nguyễn Trỗi. Và như thế thì để mà làm được cái này thì khoa đã dùng cả đủ các cách của ChatGPT, nhưng mà thực ra với thì ChatGPT mà dùng cho chuyển thể thì nó không hiệu quả, bởi vì khoa nghĩ đang trong cái dữ liệu mà của ChatGPT là rất là ít về những cái nhân vật lịch sử và về cái dạng chuyển thể từ tiếng này. Chính xác. Thì, và như đúng. thế thì thì khoa là đi 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 lùng tìm cho được cái cuốn này mà đọc đọc lại từ đầu đến cuối, đọc kỹ lược rất là kỹ lược chi tiết để mà viết lên cái kịch bản. Thì ta đã đặt cái các hiệu sách thì còn nếu muốn trên mạng có nhưng mà sẽ chậm đi. Thì trước đây thì Phong đã đọc rất là ngưỡng mộ cái nhân vật này. Xin phép trình bày qua thì một về về cái kịch bản. Thì trước thì đây nhân vật anh Nguyễn Văn Trỗi là sinh ngày 1 tháng 2 1940 và hy sinh ngày 15 tháng 10 1964, là một lịch sĩ chiến sĩ Việt đồng hành đã thực hiện vụ ám sát không thành công nhằm vào phái đoàn quân sự cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và đại sứ Henry Gabot Lodge đến thăm nước Việt Nam Cộng hòa vào tháng 5 1964. Tác phẩm Sống Nhanh của nhà văn Nguyễn Đình Văn là một cái tập ký được chấp bút dựa trên lời kể của chị Phan Thị Quyên, là vợ liệt sĩ anh Nguyễn Trỗi, kể về những lần gặp gỡ cuối cùng của giữa chị và anh Trỗi khi bị giam cho đến khi bị xử bắn. Về cái mục đầu tiên anh Khoa muốn trình bày đó cái bố cục chung. Bố cục chung thì mở đầu là giới thiệu nhân vật chính là Nguyễn Văn Trỗi, một lịch sĩ chiến sĩ cách mạng, và chị Phan Thị Quyên là người vợ anh Hồng Oanh. Thứ hai là những cái hoạt động của anh Trỗi trong cái quá trình tham gia đại chiến chống Mỹ. Thì phát triển thì về cái đoạn phát triển thì cuộc đời mình tập trung vào những cái nội dung chính sau. Là cuộc đời người anh Nguyễn Văn Trỗi trước khi thực hiện ám sát không thành công, từ một cái quá trình anh ở quê rồi sau vào Sài Gòn rồi làm đạp lô rồi làm thợ điện vân vân, rồi cái quá trình chuẩn bị và thực hiện vụ ám sát, và cái khi anh Nguyễn Văn Trỗi bị bắt và giam giữ. Cái đỉnh điểm ở đây thì cuộc sống nó mô tả cái cuộc sống chính quyền và những đồng đội anh Trỗi trong thời kỳ gian bị giam giữ, rồi cuộc đối thoại của anh Trỗi với chính quyền trong tù, rồi cuộc đối thoại của anh Trỗi với các kẻ địch trong tù trong 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 nhà tù. Và đây là
Thì trọng tâm của cái phần này là về cái tinh thần kiên cường, kiên cường ý chí không khuất phục của anh quân đội trước áp bức của kẻ thù. Và cái kết thúc thì sự hy sinh của anh đội đã gây xúc động lớn trong người dân yêu nước Việt Nam và người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Rồi thứ hai là cái tinh thần sống danh đã trở thành một phong trào khích lệ sự chiến đấu chống giặc ngoại xâm và tay sai mặt bản nước trong đồng đội của anh đội, cùng lòng kính trọng của đồng bào dành cho người anh hùng liệt sĩ. Về cái phân cảnh thì ở đây khoa phân tạm thời phân là 23 cảnh, tuy nhiên khoa có thể nghĩ rằng cảnh này sẽ phân được nhiều cảnh hơn nữa, bởi vì câu chuyện này có nó có nhiều tình huống hấp dẫn và có rất nhiều nút thắt. Thì đầu tiên cái cảnh một là giới thiệu nhân vật của Văn Trỗi, một anh hùng lịch sử đang dục dạ kiên cường. Thì cái này sẽ thứ hai là cái Trỗi, anh Trỗi sống trong một ngôi nhà nhỏ, gia đình nghèo ở Quảng Nam, miền Nam Việt Nam. Và cái này thì mình sẽ mô tả về cái làng quê Việt Nam ở Điện Biên. Cảnh thứ ba là Trỗi lớn lên và chứng kiến những cái cảnh đau khổ bất khốc do chiến tranh xảy ra. Cái này có thể mình đưa ra những hình ảnh về cái chiến tranh, những cái cuộc càn quét của kẻ địch bằng nhiệt đồng bào đốt nhà chẳng hạn. Cảnh thứ tư là mà là một anh thợ điện, anh gia nhập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, giặc ngồi đi theo cách mạng tham gia kháng chiến. Cảnh thứ năm là anh Trỗi được đào tạo và trở thành một chiến binh chiến sĩ giải phóng quân trong biệt đội bí mật hoạt động Sài Gòn. Và cảnh sáu là được tin tưởng và giao nhiệm vụ quan trọng. Mặc dù cái ngày cưới của Trỗi sắp đến, nhưng anh Trỗi vẫn kiên quyết xin nhận được nhiệm vụ, không hoãn ngày cưới. Và anh Trỗi cùng đồng đội bang kế hoạch ám sát thì bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Cảnh thứ bảy là Trỗi thực hiện nhiệm vụ ám sát không thành vào phái đoàn quân sự Mỹ do bộ trưởng quốc phòng Mỹ McNamara dẫn đầu. Và cảnh tám Trỗi bị bắt sau khi thực hiện vụ ám sát thành công. Cảnh chín Trỗi gặp chị Phan Thị Quyên với anh trong thời gian giam giữ. Cảnh 10 chị Quyên kể về những kỷ niệm với anh Trỗi và cái tình yêu của họ, tình yêu chung thủy và đẹp đẽ của họ trong nhà với bạn tù. Cảnh 11 là anh Trỗi đi ngang qua anh Trỗi tại có những ngày tháng bị tra tấn dã man và khổ khổ trong nhà tù. Cảnh 12 là chị Quyên với anh Trỗi chạy đôn chạy đảo thăm nuôi anh trong nhà tù. Và cảnh 13 là Trỗi, anh Trỗi bị kết án tử hình. Và cảnh 14 là chị Quyên theo thằng anh chiếc cái khăn tay trong thời gian tạm giam. Cái này khoa cố tình đưa một cái chi tiết này để thể hiện cái tình yêu rất là đẹp đẽ, trung thủy và sắc son của đôi này. Và cảnh 15 là anh Nguyễn Quốc Trỗi bị tuyên án tử hình, nhưng anh tinh thần anh không hề nao núng. Cảnh 16 là anh chia sẻ với chị Quyên về nỗi đau, niềm hy vọng và lòng kiên cường của mình. Cảnh 17 là Trỗi viết thư từ nhà lao gửi cho vợ, cho người thân. Cảnh 18 là tin vui lan khắp báo giới người dân về việc họa án tử hình anh Trỗi từ một cuộc điện thoại của đội quân du kích đất nước Mỹ bị chiếm đóng là Venezuela do tổng thống Mỹ đòi đội mạng một đại tá Mỹ họ đang bắt giữ với anh Trỗi. Cảnh 19 là sau khi du kích Venezuela thả đại sứ Mỹ ra, đại tá Mỹ ra, thì bọn địch lật lòng vội vàng xử bằng anh Nguyễn Trỗi hành quyết vào ngày 15 tháng 10 1964. Cái này thì khoa có thể đưa ra một hình ảnh là cái xe chở quan tài đi vào trong khám ấy, mà đóng cổng không cho ai vào thăm tù nhân. Cảnh 20 là ngày thi hành án, thì Nguyễn Trỗi bước ra sân với vẻ mặt kiên cường, tinh thần lạc quan, tin tưởng một ngày việc miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoàn toàn sạch bóng quân thù và thống nhất độc lập. Anh giật phân cái tấm giải vải đen che mặt nhìn từ quốc mình cuối. Anh hô vang đã đạo những thành đạo đi quốc Mỹ, Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm. Cảnh 21 gia đình bạn bè đồng đội tổ chức tang lễ anh Trỗi tưởng nhớ công lao của anh. Cảnh 22 là nhân dân và đồng đội tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo gương anh Trỗi. Cảnh 23 kết thúc bằng hình ảnh anh hùng Nguyễn Trỗi, một biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần kiên cường mãi mãi sống trong lòng người dân Việt Nam. Hiện nay khoa đình sẽ vừa mô phỏng lại cái nghĩa trang lịch sử của anh Nguyễn Trỗi là cách chỗ khoa nó ở đi khoảng 30 cây số. Thì sẽ mô phỏng và vẽ lại cái đấy. Và trong này sẽ có những cái câu trích dẫn. Thì đây là mới một cái kịch bản mà chưa chi tiết, thì khoa đình sẽ chỉ là làm thiết kế là một cái bài với bạn ba ngôn bác cột. Cột thứ nhất là về hình ảnh, mình sẽ đưa hình ảnh gì. Cột thứ hai là đưa cái lời dẫn thuyền là dẫn cái lời gì. Và cột thứ ba là cái lời thoại. Thì trong này không phải tất cả các cảnh này đều có lời thoại, bởi vì đây là một cái tập từng ký. Thành ra có những cái cảnh có thể không có lời thoại. Tuy nhiên những cái cảnh nào có được lời thoại thì khoa sẽ cố gắng đưa lời thoại vào.
cho nó câu chuyện nó mạch lạc xúc tích mà nó hay, nó hấp dẫn hơn. Và đây nó có nhiều phức tạp từ cái anh người mới đổi mới đang trong thời gian cưới vợ, cưới vợ sau cưới vợ mà không được đưa vợ đi đâu, không được thăm bạn bè, không được đi đưa vợ đi bất cứ đâu, mà suốt ngày đi làm về trễ và suốt ngày cứ lo việc, mà trong lúc như thế thì đâm ra chị Quyên là nghi ngờ anh là những cái thay lòng đổi dạ thế nào đây, nhưng anh bị bởi vì nhiệm vụ bí mật anh phải giấu vợ. Sau đấy anh sẽ dạ, từ từ dạ ngộ vợ vợ sau, nhưng mà rồi lại ngay cả cái việc nhận cưới của anh, việc nhận anh công vô công yêu quý, việc nhận cưới trong ngày cưới mà anh phải bán đi để anh mua dây điện để đủ để mà để hiện vụ ám sát và phải giấu chị Quyên. Nó nhiều cái việc rất 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 là hấp dẫn, rất là hay luôn, rất là chào. Một khoa nghĩ là cái này có thể mình khai thác rất được cái nhiều cái cảnh này, không phải là 20 mấy cảnh như này, cảnh nhiều cảnh mặt dài nhưng mà mình có thể có nó hấp dẫn được. Và qua đây thì cũng mong thầy Huy cái chuyên môn rất là sâu của thầy rồi cũng anh chị em thì có những đóng góp để khó hoàn thiện cái kịch bản hơn. Thứ hai là thì cũng khó đã thử vẽ một số cảnh nhưng mà tuy nhiên thì khó chưa biết cách đồng bộ hóa cho nó nhất quán cái nhân vật từ đầu đến cuối đấy. Cái này cũng rất là mong thầy thầy Huy giúp và các anh chị em cũng trong nhóm trong team mà cũng hỗ trợ đó thì cũng Rồi, ok, cảm ơn anh Khoa, đã tuyệt mình vời. cảm ơn thầy. Dạ. Rồi, bao nhiêu anh chị em thấy cái phần chia sẻ của anh Khoa rất tuyệt vời, hãy comment xuống điều gì đó mà anh chị em cảm nhận được sau khi nghe phần chia sẻ của anh Khoa được không ạ? Rồi, cảm ơn anh. Thì với cái phần của anh ấy thì em thấy như này, thứ nhất đấy là anh có một cái cốt truyện và có một cái kịch bản rất là hấp dẫn, với gọi là anh hùng Nguyễn Văn Trỗi thì rất là nổi tiếng rồi và chúng ta không thiếu gì các cái gọi là chi tiết, những cái nút thắt để mà có thể tạo ra cái câu chuyện hấp dẫn. Ok không ạ? Rồi, thì câu chuyện này thì em nghĩ là nó khá là ok. Tuy nhiên thì nó chưa có liên quan mật thiết trực tiếp với cả cái ngày chiến thắng 30 tháng 4, nhưng mà cũng không sao, cũng là một cách để mà mình tạo ra cái nó gọi là tinh thần dân tộc mà. Ok, cũng được. Thế thì anh chị em nào sẵn sàng có thể hỗ trợ cho anh Khoa trong cái việc mà vẽ cái cuốn truyện này ạ? Một kịch bản rất là hay anh chị em nhé. Kịch bản này chúng ta cũng có rất nhiều nút thắt để chúng ta có thể khai thác nhé. Có rất nhiều nút thắt trong kịch bản này để chúng ta có thể khai thác. Đấy, thì Huy vừa nãy thì Huy đã nhận cái gọi là hỗ trợ vẽ cho bạn Phương rồi. Cho nên là bây giờ nếu mà Huy vẽ cho cả bạn Phương cả anh Khoa thì sẽ không kịp cái tiến độ và sẽ bị chậm một trong hai cuốn truyện. Cho nên là Huy rất là mong muốn nhờ một cho anh chị em nào đó ở trong trong nhóm thì có thể là hỗ trợ cho anh Khoa được không ạ? Ok bạn Linh Múi nhá. Có thể một người hai người cùng làm cũng được, không sao nhá, không vấn đề gì nhá. Ví dụ như là cái kịch bản của bạn Phương nhà ấy, có bạn nào mà cảm thấy thích mình cũng có thể là mình lấy mình làm được chưa ạ? Mình cứ lấy mình làm thôi, được chưa? Lấy làm xong đấy, mình dựa kịch bản đấy mình làm xong thì lúc mà làm xong rồi thì câu chuyện nó vẫn là gì ạ? Là đồng tác giả, là hai người đồng tác giả, được không ạ? Nhá. Và kịch bản của anh Khoa cũng vậy, là Huy cần ít nhất là một đến hai người, được chưa ạ? Một đến hai người hỗ trợ cho anh Khoa trong cái việc mà trình bày vẽ và trình bày biên tập ra một cuốn truyện hoàn chỉnh, được không ạ? Rồi, như vậy là bạn Cảm ơn thầy. Linh A Múi và bạn Bích Thủy, chị Bích Thủy là sẽ phụ trách vẽ và vừa vẽ nhá, mà mình phải vừa vừa điều chỉnh cái kịch bản, được chưa ạ? Mình vừa vẽ mình vừa điều chỉnh kịch bản, kể cả kịch bản của bạn Phương hay kịch bản của anh Khoa thì mình đều cần phải điều chỉnh, được không ạ? Mình cần đều phải thêm thắt, đều cần phải hỗ có thêm những cái lời thoại, có thêm những cái nút thắt, được chưa ạ? Mình dựa trên cái câu chuyện có thật, dựa trên những cái tình tiết lịch sử, sau đó thì mình phải thêm vào những cái nút thắt của mình để nó mang tính gì ạ? Kịch tính hơn, nó hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Nhá. Rồi. Cảm ơn thầy. Ok.
Như vậy là có 3 người sẵn sàng là tham gia vào cái kịch bản của anh Khoa rồi. Có ai có muốn tham gia kịch bản của chị, của bạn Phương nữa không? Nhá. Đấy, thì tùy anh chị em nhé. Anh chị em có thể là gì ạ? Lựa chọn cái kịch bản của anh Khoa hoặc kịch bản của bạn Phương để mà mình hiện thực hóa. Thì đây là chúng ta làm việc nhóm, cho nên là một kịch bản hay thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy sử dụng cái kịch bản đó để mà gì ạ? Để mà mình thực hiện. Huy nói, Huy luôn luôn nói với tất cả anh chị em là gì ạ? Kịch bản là quan trọng nhất. Kịch bản chiếm 50%, hình vẽ chiếm 30%, 20% là cái việc mình biên tập rồi là tinh chỉnh, được nhỉ? Để nó không có những cái lỗi, nó ít cái lỗi thì đấy là cái phần tinh chỉnh. Cái phần tinh chỉnh thì mất rất nhiều thời gian anh chị em nhé. Cái phần tinh chỉnh là rất là kỳ công kỵ cụi, rồi tỉ mỉ chi tiết đó, nó không hề đơn giản đâu đấy, nhưng mà nó chỉ chiếm có 20% thôi. Cái phần chính là kịch bản, kịch bản hay thì sẽ ra câu chuyện hay. Giống như vừa rồi anh chị em đọc kịch bản của bạn Phương, dù là hình ảnh nó bị vỡ, nó chưa có thống nhất hoàn toàn, rồi nó có thể nó bị lệch, rồi nó mới chỉ đang gọi là dạng tường thuật, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó vẫn hay, đúng không ạ? Đấy, kể cả là không có tranh, mình đọc truyện chữ thôi thì cũng đã thấy hay rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là gì ạ? Cái chuyện hay thì kể cả chuyện chữ nó cũng hay. Thế thì cái chuyện của Nguyễn Văn Trỗi ấy, thì anh Khoa có cái quyển gọi là full ấy, thì anh chị em anh gửi lại cho những cái người nào mà hỗ trợ anh ấy, thì họ cũng cần phải đọc lại cái cuốn đấy, đúng không ạ? Họ cần phải đọc cuốn đấy để họ có gì ạ? Họ có được cái sự hiểu biết, và họ có thêm cái cảm nhận. Thì từ cái cảm nhận đấy thì họ sẽ vẽ nó phiêu hơn, nó hay hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Còn kỹ 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 thuật Khoa vẽ thì nó không khó anh chị em nhé. Đấy. sẽ chụp chụp cả cuộn là gửi đi hoặc là cho nhanh Vâng, thì không anh tìm cách nào đấy em không biết, là anh tìm trên mạng cái bản PDF hoặc là mạng mạng có này nhỏ đâu nhé đấy. để chụp chụp gửi đi cho nhanh, không thì ship ship thì cũng được, ship thì mất thêm thời gian, mà gấp quá thì ta để chụp chụp gửi bên làm cái PDF gửi đi nhé. Vâng, thì em hay hay scan cả một cái cuốn sách của con trai em ấy, nó sẽ dài khoảng độ 80 trang. Em Vâng. scan bằng điện thoại này, em chỉ cần Dạ. chụp lật 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 lật, lật chỉ khoảng tầm độ tầm 10 phút là em có thể là sạch scan xong cái cuốn truyện đấy, à xong cuốn sách đấy. Đó. Thầy thầy dùng sẽ đó là dùng phần mềm kia cả. Anh vào đấy, anh cứ search search scan là nó ra hết mà. Em cứ mỗi lần là cần thì em vào em search scan document hoặc là scan phát là nó ra hết. Thậm chí là nếu mà dùng iPhone ấy còn chẳng cần luôn. Anh vào phần ghi chú này. Không Đó. đang cũng đang dùng cái cũng đang dùng một phần CS scanner Đó. vì cái này nó còn thay có cái nào nhanh hơn không, CS scanner Đấy, à CS scanner là chuẩn rồi. Anh dùng cái đấy là nhanh nhất rồi. Em dùng cái đấy cực nhanh luôn. vâng dùng cái này nhé. dạ Và dạ dùng cái đấy cực nhanh luôn nhé. Thậm chí dạ là mình chuyển cái đấy sang 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 PDF, chuyển sang đọc được luôn. Tức là chuyển vâng từ ảnh sang gì ạ, sang chữ được luôn. dạ được hết mà dạ được cả. Ok, thì đấy là cái để mà hướng dẫn anh chị em rồi. Tiếp theo thì còn ai nữa không ạ? Còn ai muốn chia sẻ cái kịch bản của mình nữa không ạ? Vì cần thêm một kịch bản nữa vì là nhóm mình rất đông người. Còn những anh chị em khác thì sao ạ? Mình không tham gia và không hoàn thành nhiệm vụ là coi như là sẵn sàng chấp nhận là coi như là mất tiền gieo hạt đấy nhá. Đây xem giúp chị ở trong cái driver đấy Rồi, chị trình bày luôn đi. trình bày luôn, tại vì người đang cái giờ đang không nói to được. Rồi, ok. Driver. Bà cũng mới sửa được cái út nhưng mà khi vào cái driver nó cứ bị lỗi lỗi kiểu gì. Rồi, mới được 2 trang thôi đúng không ạ? Nhưng mà vào chat GPT để yêu cầu viết phân cảnh lại mà nó cứ đọc là bị quá nhiều ký tự gì ấy, không nó không đọc. Chịu em không biết. À, chiều Sài Gòn cuối tháng 4, trong tiếng ầm ì của những cỗ xe tăng đồ sộ, tiếng nổ ùng oàng của đạn pháo, vài người lính tay ôm súng súng lom khom vội vã chạy ngang qua đường, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng rác
bóng dáng nhỏ bé lẫn trong làn khói bụi cách mình khoảng 3-4 mét. Má ơi, tại sao má ở đây, quá nguy hiểm, tôi hét lên nặc cả giọng. Má mang cho mấy chú củ khoai vừa luộc xong còn nóng hổi đây. Đấy, sống mũi tôi tự nhiên cay xè, mắt nhòa đi như vừa chui đầu vào đống khói bếp. Chưa kịp trả lời, tôi choạng vạng vì tiếng kêu thất thanh của má. Trên cánh tay trái, một vệt máu từ từ lan dần xuống. Bàn tay má đang nắm chặt củ khoai giơ lên. Tôi lao đến đỡ lấy tấm thân gầy guộc đang run rẩy. Trời ơi, má làm sao thế này, để con má đưa má xuống hầm băng vết thương ngay. Má chỉ bị xước nhẹ thôi mà, trong giỏ còn nhiều khoai lắm, các con tranh thủ ăn mà lấy sức chiến đấu nhé. Tôi bật lên tiếng khóc như một đứa trẻ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Người mẹ chạc ngoài 70, chiếc áo bà ba lạc màu cũ kỹ, nhem nhuốc bụi khói không che hết thân hình ốm nhách, và tiếng thở gấp lẫn tiếng rên khẽ khẽ. Má đã trúng đạn rồi, má cố gắng nào, hít thở sâu nhé, má sẽ không sao đâu. Cái thằng này đã nói má chỉ bị qua thôi, quân địch tạm ngừng bắn rồi, tranh thủ gọi anh em nghỉ ngơi rồi ăn đi cho má yên tâm. Tôi vội dìu má vào ngồi tựa ụ đất cạnh giao thông hào, nhìn khuôn mặt co rúm lại, biết là má đang cố chịu đau thế nào. Tôi ra hiệu cho cô y tá đang chạy ra chạy vào, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Cô dì ơi, có người bị thương, cô băng lại ngay dùm vì máu ra nhiều quá. Dạ, cảm ơn. Anh làm ơn đưa má vào trong nhé, em lấy thêm thuốc giảm đau rồi trở lại ngay. Con ơi, má có việc này gấp. Má run rẩy thò tay vào túi áo lấy một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận ra làm bốn. Tiếng nói yếu ớt khiến tôi phải ghé tai gần xuống mới nghe được. Đây là tên tuổi con trai má. Nó tập kết ra Bắc đã 2 năm nay không nhận được tin tức gì. Trong thời chiến lạng lặng, chắc thư tử thất lạc đâu đâu mất thôi. Dạ, má yên tâm, băng bó vết thương, con hứa sẽ tìm cậu ấy về cho má. Tấm thân già này có thấm vào đâu so với sự gian khổ của các con. Má mừng vì đóng góp được một phần nhỏ bé để dân tộc ta sớm được thống nhất. Má ơi, má, má nhoẻn miệng cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui, niềm tự hào, rồi đôi mắt ấy từ từ khép lại. Tôi không kịp hỏi thêm gì nữa, tâm trạng hụt hẫng, cảm giác như rơi vào khoảng trống tối đen vô tận. Hàng ngày chúng tôi chứng kiến biết bao sự ra đi của đồng đội, vội vàng nói lời chia tay, vội vàng cầm súng lao ra chiến trường. Nhưng nhìn người mẹ miền Nam mảnh mai với trái tim vĩ đại đã không màng đến sự hiểm nguy của bom đạn, lo sức khỏe để cho các chiến sĩ, để bây giờ không kịp đợi đứa con trai của mình. Tất cả có lẽ chỉ diễn ra trong vài phút. Tôi gạt nước mắt, ngả mũ, đứng lặng nhìn vài chục giây, hít sâu một hơi và bước ra khỏi hầm trú ẩn. Đồng đội đang chờ tôi, tổ quốc đang chờ tôi. Một sức mạnh vô hình khiến tôi lao về phía trước, trong thâm sâu thôi thúc hai tiếng Việt Nam ơi. 30 tháng 4, ngày chiến thắng rực rỡ cờ hoa, hàng vạn người tràn xuống khắp các ngã đường chào đón thời khắc lịch sử. Đại đội tôi đã hy sinh quá nửa, một số bị thương chưa đi lại được. Tôi cũng di chuyển khó khăn với chiếc nạng bên trái. Một mảnh bom đã lấy đi một phần bàn chân, nhưng có lẽ tin vui chiến thắng là một liều thuốc cực mạnh mà tôi không có cảm giác đau đớn gì nữa. Bất giác tôi nhớ đến lời hứa với người mẹ ngày ấy. Sau một thời gian, bằng các thông tin của người thân quen khắp nơi, tôi đã tìm được người con trai của mẹ. Kỳ lạ thay, chúng tôi lại bằng tuổi nhau. Anh ấy ra Bắc làm cán bộ đoàn ở một huyện nhỏ. Công việc tuyên truyền vận động kháng chiến dồn dập khiến anh không sao dành thời gian về với mẹ. Rồi chúng tôi kết nghĩa anh em. Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện đầu tiên chúng tôi nhắc đến đó là người mẹ Việt Nam anh hùng. Hay quá, câu chuyện rất là cảm động. Rồi, anh chị em nghĩ sao về câu chuyện của chị Kim Anh ạ? Hello. À, anh chị em nghĩ sao ạ? Rồi, cảm ơn chị Kim Anh. À, câu chuyện rất cảm động, rất xúc động, và nó cũng có thể là tạo ra một cái câu chuyện rất là hấp dẫn. À, một câu chuyện cũng khá là ngắn thôi, cũng không cần phải quá dài, bởi vì là tổng cái lượng chắc nó rơi đâu đó khoảng độ 20 trang là đủ. Rồi, thì với câu chuyện này thì em nghĩ là chị hoàn toàn đủ khả năng để mà có thể là hoàn thiện, tự mình hoàn thiện cái phần vẽ được, đúng không ạ? Cái nhân vật thì cố cho là thật là ít nhân vật, và cái cảnh thì cũng lặp đi lặp lại, cho nên là cũng không quá bị chuyển cảnh phức tạp ý. Đúng rồi.
thì có hai cái cảnh chính thôi. Đấy là một cái cảnh, đấy là cái cảnh ở đường phố Sài Gòn đang chiến tranh đúng không? Trong giao thông Dạ. hào đúng không? Đấy, cái cảnh thứ hai đấy là cảnh chiến thắng. Có mỗi hai cảnh đấy là hai cảnh chính thôi. Đấy, còn lại thì những cái cảnh phụ, những cảnh nhỏ 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 thì nó sẽ có những cái mẹo để mình lấy những cái góc nhỏ, mình zoom cái ảnh ra, mình lấy cái góc nhỏ. Ví dụ trong một con phố này thì mình lấy một cái góc nhỏ bên trái, góc nhỏ bên phải, góc nhỏ ở giữa, thế là mình đã có ba cái khung hình khác nhau mà nó không bị trùng, nó không bị lặp lại. Cảm ơn Tuấn Anh. Cái lời thoại thì nói đúng ra là nếu mà để lời thoại của cái này thì nó rất là nhiều, vì sau khi mà hai anh này gặp nhau thì sẽ có những cái lời thoại rất là hay, nhưng mà vì sợ là sẽ hạn chế những cái hình vẽ đấy, mình không 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 vẽ được ấy. Cho nên là mình lại phải hạn chế cái nội dung. Ra mình với câu chuyện ngắn này thì mình có thể phát triển thêm, mình có thể phát triển thêm về một vài cái góc nữa. Đấy. Tuy nhiên thì cái gọi là điểm nhấn chính vẫn là người mẹ, cho nên là các điểm nhấn nếu có thì mình nhấn vào người mẹ. Còn cái lúc mà đã hòa bình rồi ấy, thì lúc đấy thì nó lại thành câu chuyện khác. Đấy. Thế là tất cả mình nếu mà có những điểm nhấn thì mình tập trung hết toàn bộ vào trong cái điểm nhấn, vào trong cái khoảnh khắc đấy thôi. Chị cũng nhờ nhóm mình là ai vẽ còn cái thời gian vẽ thì có thể hỗ Rồi, ai xung phong nhận cái việc vẽ chuyển thể cho chị Kim Anh thì chúng ta hãy đăng ký ạ. Anh vì cái này chỉ có một chú bộ đội này, một người mẹ và một cô y tá thôi. Cô y tá thì cũng chỉ có một trang thôi. thì Cảnh của người mẹ thì cảnh đang nằm bị thương đấy, và chú bộ đội thì đang đỡ người mẹ. rồi Nghĩ khá đơn ok giản. thì có anh Nguyễn Thắng là nhận rồi, như vậy là yên tâm rồi. Thế thì Nghĩ khá đơn giản. Huy chia sẻ như này này, anh chị em khi mà mình gọi là ghép đội với nhau ấy thì mình có thể tạo ra một cái nhóm chung. Thì trong cái nhóm đấy thì tốt nhất thì anh chị em nên add Huy vào trong cái nhóm đấy, nếu anh chị em chia sẻ cùng nhau trong cái nhóm đấy. Cách thứ hai nữa là mình cũng không cần phải tạo nhóm, thì mình đăng luôn ở trên cái nhóm chính, thì đấy là một cách rất là hay để mình truyền thông. Bởi vì khi mình trao đổi với nhau ấy, những người khác thì mình cứ sợ người khác làm phiền, nhưng mà không phải đâu. Khi mà mình trao đổi ấy, thì bắt đầu người khác họ thấy là ồ, hey, nhóm này làm việc hăng say và làm việc nó nhiều nhiều kết quả thế này thế kia, rồi là hỏi han nhau rồi các kiểu ấy. Thì tự nhiên họ lại thấy nó sôi động, mà họ lại thấy nó à mình cũng cần phải 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 làm thôi, không là mọi người làm mất kiểu kiểu vậy. Đấy, tức là bao giờ nếu mình phải có nhìn người ta làm thì mình mới làm. Đấy, cho nên là Huy đề nghị là anh chị em là kể cả có nhóm riêng hay là nhóm không có nhóm riêng thì chúng ta hãy đưa những cái thông tin mà chúng ta trao đổi với nhau ấy vào trong cái nhóm chính cam kết của mình, để mà chúng ta gọi là làm truyền thông cho mọi người cùng cùng có một cái năng lượng, được không ạ? Nhé. Thế sau cái buổi này chị sẽ liên lạc với Thắng để mình sẽ tiến hành làm luôn Thắng nhé. Có thể sửa lại kịch bản một chút về cái đối thoại để cho nó phong phú hơn hoặc là để cho hút hơn một chút. Ok, thì cái kịch bản này ấy, là mình đưa nó vào gần sát ngày 30 tháng 4 ấy, thì rất đẹp, bởi vì sát ngày 30 tháng 4 thì nó cũng có những cái trận đánh ở trong thành phố, ngoài thành phố, thì mình xem lại lịch sử xem là nó có những cái trận đánh nào đó, thì mình chỉ cần dựa vào một cái sự kiện thôi, dữ kiện lịch sử thôi, bởi vì nó chỉ cần dựa thôi mà, nó chỉ dựa thôi. Đấy. Trong cái chuyện này thì cũng đã có một hai câu nhắc về cái ngày 30 tháng 4 rồi Đúng rồi. đấy, nên là nếu như mà mình đưa cái bối cảnh chung chung nó vào như thế thì rất là dễ, nó không không bị nhạy cảm hoặc là nó không cần phải mình phải đau đầu căng thẳng về cái các cái mốc lịch sử, Đúng rồi. tại vì là trong cái chiến tranh thì những cái cảnh này rất là nhiều, Đúng rồi, cái mình này rất là nhiều. dễ hình dung, tức là đơn giản đi, mình mới làm cho nên mình không thể phức tạp lên, mình sợ là nó không bám sát được vào. Chính xác. Đấy thì cái nào khó thì mình né, mình gọi là khó Khó quá quá thì bỏ mình bỏ qua. qua. mình né cái khó, mình làm cái dễ, nhưng mà nó vẫn hay. Đấy, thực ra là mình cứ đâm đầu vào cái khó, bao nhiêu thịt thì mình không không Là gặm, mình cứ đi tự gặm xương, mình làm khó cho mình ấy. tự mình làm Thế khó là mình. Đúng rồi, ok thì thế thôi nhá. Thế còn anh chị em nào có ý kiến nữa không?
Nếu anh chị em mà không có ý kiến thì chúng ta sẽ dừng cuộc họp ở đây. Đấy, đúng không ạ? Và nếu anh chị em có ý kiến thì mình đưa ý kiến luôn. Mình có thể là gì ạ? Là có câu hỏi này, hoặc là mình sẽ có cái thắc mắc này, hoặc là mình sẽ có góp ý này. Được chưa ạ? Thì mình đặt luôn. Ok không ạ? Rồi. Nè. Rồi, Thắng có ý kiến gì ạ? Không, mấy cái ý kiến tiên là chắc trao đổi với chị Kim Anh. Ừ. Ok. Sau cái buổi họp này sẽ trao đổi trực tiếp với Thắng để tiến hành làm luôn cho sớm để chị sửa sửa đi bảng chút xíu. Vâng chị ạ. Trao đổi luôn đi. Alo. 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 Tại vì Thắng không mở cái tức là như thế này, có thể cho thêm một vài cái lời thoại nữa khi mà người mẹ chuẩn bị ra đi ấy, thì nó sẽ có hai cái điểm nhấn gây cảm xúc cho người nghe. Tức là một là người mẹ khi ra đi thì có giọng nói thêm, và hai nữa là cái người lính người ta sẽ có một cái lời hứa với bà mẹ để cho khi mẹ đi sẽ yên tâm hơn. Chị nghĩ là như vậy thì mình chỉ thêm khoảng 4 5 lời thoại nữa là ok. Không không phải không phải đóng thêm phí Đúng gì rồi. đúng không anh? Cái nhân vật tôi thì mình cũng phải giới thiệu cho nó chi tiết rõ hơn nói gì nhỉ? Nhân vật tôi thì có thể mô tả là về cái trang phục hoặc là vóc dáng như thế nào thôi, thì cái đấy thì chắc là khi mà mình làm tranh thì sẽ chi tiết. Cái tôi này thì chắc chắn là người lính rồi, biết ở trên cái gọi là cái vị trí cái nhân vật là mình là Hình ảnh một nữ ghi này, lại cái đôi kỷ mươi niệm. 18 đôi 10. Anh Thì ở sẽ cầu có Giấy. hai Em hai cũng cái gần thôi, hội thoại để mình em cần bổ nhắn cho sung một anh đầy hội đủ thoại thông tin cái qua lời nói Zalo của nhé. người Bây giờ mẹ, anh đang hai họp là tí lời nhé. nói của tôi, tức là của người chiến sĩ hứa với người mẹ sẽ tìm được con, thì khi ra đi thì người mẹ sẽ rất là nhẹ nhõm yên tâm. Rồi thì anh sẽ nhắn Hai là Zalo người mẹ nhé. dặn dò thêm một chút gì đấy thì sẽ bổ sung thêm. Bây giờ chưa nghĩ ra. Bán theo cái sườn chính thì trong đó Rồi mình rồi phải ok anh xem hiểu. một số cái tình tiết nào Rồi khác nữa cũng được chứ. Không 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 dài dòng, Rồi quan ok điểm thế nhá, cũng anh không tắt không máy này. dài được, vì thực ra là cũng chỉ cần một cái điểm nhấn và gây cảm xúc cho người xem như thế là thành công. Ok thì góp ý thêm với chị Kim Anh với cả kể cả với cả với cả anh Khoa cũng như là với cả bạn Phương, đấy là gì ạ, là cái câu chuyện ấy, cái cách hành hành văn của chị Kim Anh nó rất là hay đấy, tức là khi mà vào ấy là mình không cần phải giới thiệu nhân vật quá nhiều, mà sau đấy cái diễn biến câu chuyện là tự tự mọi người sẽ hiểu. Ví dụ như là cái người người bộ đội này hỏi gọi má ơi má ơi thì mình cứ tưởng đấy là con trai của bà đúng không đấy, nhưng mà xong cái câu chuyện trong cái lời thoại ấy, xong mình mới phát hiện ra anh này không phải con trai, anh ấy chỉ là một người bộ đội bình thường, thậm chí là còn chưa gặp bà ấy bao giờ, nhưng mà chỉ đơn giản là ở trong Nam ấy là cứ người phụ nữ lớn tuổi là người ta gọi má hết đấy đúng không ạ. Đấy thì cái cách hành văn ấy là cái cách đấy là cách rất là hay. À, chúng ta không phải gì ạ? À một anh bộ đội đang cầm súng ấy, nhìn thấy một bà cụ sau đó anh kêu lên đấy kiểu kiểu như vậy, thì cái cách đấy là cái cách nó cũ rồi đó, cho nên là cách mới của chúng ta đó là chúng ta sẽ sử dụng những cái lời thoại của mình để dẫn dắt câu chuyện đó. Thế cách cho nên là Huy nói là cái cách của chị Kim Anh rất là hay đấy, và ví dụ như là bạn Phương nhé, thì Huy cũng cũng có không biết bạn Phương còn đâu. Thì thay vì ấy, là mình nói ngay từ đầu ấy là à cái cô này là cái điệp viên là 27 được chưa, thì mình để cái đấy vào đoạn cuối, tức là cả câu chuyện là không ai biết đấy là cô này là điệp viên 27, nó chỉ đơn giản là một câu chuyện bình thường đó đúng không ạ, cho đến đoạn cuối thì người bắt đầu mới nói rằng là đây là câu chuyện thật kể về cuộc đời của điệp viên 27, là cô ấy tên thật là gì ạ, là từng này, thậm chí là trong chuyện mình gọi là lái tên cô ấy đi đấy, hoặc là cô là điệp viên thì chắc chắn là cô sẽ có tên thật tên giả, hoặc thậm chí có nhiều nhiều tên khác nhau
Đấy, thì mình có thể lấy cái tên 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 giả của cô ấy, còn cái tên thật của cô ấy lại đến cuối mình mới nói. Đấy, thì nó lại rất hay, lại rất là hấp dẫn. Nó không giống như cái việc là à tôi biết trước rồi. À đây là ông Nguyễn Văn Trỗi thì ôi cái này ông này tôi biết rồi, ngày xưa tôi đọc rồi. Anh Khoa hiểu không ạ? À ông này ông Nguyễn Văn Trỗi, ông này xong đầu là gì ạ? Là tị tử hình xong đầu nói câu này thì thôi thì tôi không đọc nữa. Câu này ông này tôi biết rồi. Biết trước kết quả. Biết trước kết quả rồi thì họ không muốn đọc, họ không hấp dẫn. Đấy. Thế mà mình kể cái câu chuyện mà làm sao mà họ không biết nhưng mà họ vẫn bị cuốn theo. Trong đoạn cuối bắt đầu người ta mới à hóa ra là anh này là anh Nguyễn Văn Trỗi. Đấy. Thì đấy là cái cách mà mình tạo cái câu chuyện nó hay, nó hấp dẫn. Nó vừa không mang tính lịch sử, nó lại vừa mang tính lịch sử. Tức là không mang tính lịch sử là sao ạ? Tức là bây giờ mình muốn muốn cái các bạn trẻ 20 tuổi đọc cái cuốn truyện này. Mà mình đưa vào Nguyễn Văn Trỗi phát nó bảo ui cái ông này ở trong sách giáo khoa lịch sử mà. Thôi đọc làm cái gì? Đúng không ạ? Trong sách giáo khoa lịch sử nó có nhắc đến anh Nguyễn Văn Trỗi. Cho nên là nó bảo cái này biết rồi, học rồi. Rồi lại chuyện lịch sử, lại chuyện lịch sử giống với cái mấy chuyện lịch sử ngoài kia nó đang bán khô như 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 ngói. Không khi không có ý nghĩ ý chê những cái câu chuyện lịch sử ở ngoài kia, nhưng ở đây ấy, đấy là mình chỉ đơn giản là gì ạ? Là mình né, mình không biết ngoài kia nó có câu chuyện như nào, nhưng né cái trường hợp là có người thích thì không sao, có người không thích thì họ làm sao ạ? Họ không đọc luôn. Đấy. Ok không ạ? Đấy, cho nên là việc của mình ấy, đấy là gì ạ? À, ví dụ như này là cái tiêu đề ấy, thì mình có thể là gì ạ? À, dùng cái tiêu đề nào nó hấp dẫn, nó hay. Đấy, cái tiêu đề nó sẽ đóng góp khoảng độ 50% cái việc mà cái người đọc người ta có đọc hay không. Đúng không ạ? Bây giờ nếu mà cái tiêu đề là Sống Như Anh thì cái người nào biết về anh Nguyễn Văn Trỗi đã đọc cái cuốn đấy rồi thì bảo là à cái này là chắc là chuyển thể từ câu chuyện của Nguyễn Văn Trỗi ra. Đấy, hoặc là cái bọn trẻ thì nó bảo là gì ạ? Ôi lại chuyện răn dạy lại giáo điều rồi không đọc. Nó kiểu kiểu như vậy. Tức là ở đây là mình đứng ở góc nhìn của cái người đọc, của cái đọc giả. Được chưa? Mình đọc cái cuốn nào đấy nó nghe là hấp dẫn đấy. Đấy, ví dụ như là cái câu chuyện đấy thì mình nói rằng là cái tiêu đề mình có thể nói rằng là ví dụ như là câu chuyện cái gì đấy, nói chung là bây giờ chưa nghĩ ra, đang Huy đang tập trung nghĩ về cái tiêu đề của cái cuốn truyện của bạn Phương đấy, cái tiêu đề cuốn truyện của bạn Phương Huy đang nghĩ đang 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 suy nghĩ về tiêu đề đấy, cho nên là chưa nghĩ ra cái tiêu đề của anh Khoa. Nhưng mà ví dụ tiêu đề của bạn Phương ấy thì mình có thể là gì ạ, là bí mật đằng sau cuộc chiến đấy, hoặc là gì ạ, là thế lực bí mật đằng sau cuộc chiến đấy, hay là gì ạ, hay là gọi là nguyên nhân thắng lợi của Việt Nam ngày 30 tháng 4, kiểu kiểu vậy, hoặc là bí mật gọi là ít người biết về gọi là lực lượng đặc biệt đấy của Việt Nam Cộng Hòa đấy, kiểu kiểu vậy, nó mang cái tính chất gì nó tò mò kích thích một tí, ok không ạ? Đấy, kế hoạch táo bạo hoặc là gì ạ, là cái kiểu kiểu như vậy, đại khái là gây sự tò mò, tức là họ không có biết được rằng đây là nói về một nhân vật lịch sử đấy ạ, họ không biết những sự thật dần được tiết lộ trong những sự đấy, kiểu kiểu đấy, kiện đúng không ạ? Thì họ đọc chỉ đơn giản là giải trí thôi, đầu tiên họ đọc giải trí, được chưa ạ? Đấy thì mình đang tạo ra để gì ạ? Mình tạo ra để phục vụ cộng đồng, mình tạo ra thì bất kể sản phẩm của mình nhé, kể cả những cái sản phẩm mà mình đang làm ấy thì mình cũng phải hướng đến là gì ạ, khách hàng. Mình bán lấy tiền hay là mình cho miễn phí thì mình cũng phải quan trọng là khách hàng họ có cần hay không, đúng không ạ? Chứ không phải là mình cho miễn phí thì mình kệ đấy. Cho nên là cái nguyên tắc của Huy đó là mình tạo ra sản phẩm thì phải hướng đến cái đối tượng, mục tiêu của mình là gì đấy, và họ suy nghĩ như nào để mình tạo ra cái sản phẩm, tạo ra cái tác phẩm nó phù hợp đấy, nó phù hợp với cả đối tượng, được chưa? Đấy, tiêu đề cuốn hút thì cái này là marketing thôi, ok không ạ? Rồi thì đấy là một vài cái chia sẻ, anh chị em nào có thêm góp ý thì cứ góp ý nhá, còn
Nếu không thì Zoom sẽ kết thúc ở đây, đúng không ạ? Rồi, đang định bảo tí nữa gọi điện cho Phương nói chuyện thêm về cái phần kịch bản thì như này nhá. Thì anh sẽ dựa trên kịch bản của em, nếu như mà em có nhiều kịch bản kỹ hơn về câu chuyện của cái chị Mai này, cái bà Mai này ấy, thì em có thể gửi cho anh, gửi thêm cho anh nhá. Còn nếu không thì anh sẽ dựa trên cái kịch bản của em và anh sẽ tùy hứng, nói chung là anh cũng chưa biết là anh sẽ phóng tác nó như nào, nhưng anh sẽ tùy hứng, em có đồng ý không? Em đồng ý thầy ạ. Bây giờ mình chưa nghĩ được là lúc đấy là lúc mà mình vẽ, đôi khi là như này nhá, có một cái mẹo, có một cái bí mật như này anh chị em này, đấy là khi mà mình vẽ, mình định vẽ cảnh này nhưng mà cái thằng AI nó vẽ không ra, nó lại ra cảnh khác. Thế là việc của mình là gì ạ? Thay vì mình mô tả cái cảnh này thì mình muốn đi mô tả cảnh khác cho nó nhanh. Đấy. Đó. Thì đấy là cái cách để mà khi mà mình vẽ. Mà bạn Phương bạn đã vẽ đến đây rồi thì chắc là bạn cũng sẽ có cái cảm nhận như vậy. Có nhiều cái đoạn mà vẽ mãi nó không ra. Cả buổi sáng nay Huy ngồi Huy vẽ không ra được một cái thứ, anh chị em biết là không vẽ được cái gì không? Không thể nào vẽ được lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, nửa trên đỏ nửa dưới xanh, ở giữa có lá có hình ngôi sao năm cánh, chịu, không thể nào vẽ ra được. Cả buổi sáng nay ngồi vẽ cái lá cờ mà không thể vẽ được, nó toàn lá cờ, là một là cờ Lào, cờ Malaysia, cờ Indonesia, cờ gì ạ, cờ Philippines, cờ Mỹ, cờ Việt Nam, không thể nào ra được cờ cờ Việt Nam Cộng Hòa, cho đủ các loại từ khóa mà chịu, không thể nào ra. Anh chị em biết là cái cờ của Việt Nam Cộng Hòa do ai ai vẽ không ạ? Có ai biết không ạ? Đó, kỹ sư à, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Anh chị em nghe từ Huỳnh Tấn Phát nghe quen quen không? À, cờ Việt Nam Cộng Hòa là ba sọc đúng rồi. Nhưng ở đây là cờ 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 giải phóng, giờ cờ giải phóng dân tộc miền Nam, đúng rồi, cờ Việt Nam Cộng Hòa là cờ ba sọc nhé, cờ ba sọc đỏ đấy. Nhưng mà cái cờ đấy ít sử dụng đấy, còn cái cờ mà hai sọc đỏ xanh với cả ngôi sao ở giữa ấy, thì đấy là cờ cờ mặt trận giải phóng, đúng rồi. Đấy, cờ mặt trận giải phóng dân tộc đấy. Thì khi mà nghiên cứu về cái cờ ấy thì tự nhiên Huy hiểu thêm về lịch sử ấy. Huy hiểu thêm về các loại cờ luôn, tất cả các loại cờ của Việt Nam từ trước đến nay là mình bỏ ra mình nghiên cứu hết. Đấy. Đúng rồi, cờ mặt trận giải phóng, tức là cái cờ đấy nó chỉ dùng trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn này. Đấy, nó dùng trong thời gian mấy năm á, từ năm 65 đến năm 75 hay sao. Năm 5 đến 75 gì đấy. Đúng rồi. Đấy. Ok. Đấy. Rồi, cảm ơn anh chị em nhé. Đấy, mình cứ nghiên cứu thì tự nhiên mình lại có thêm kiến thức hay. Đấy. Bye bye anh chị em. Chúc cả nhà vui vẻ. Và chúng ta vẫn tiếp tục hoàn thiện các dự án của mình nhé. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại.